Hello, chào bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi game Zplay trên ứng dụng Tencent Game Buddy. Ở đây mình có tải ứng dụng mình trước rồi. Mình sẽ để cái link mô tả ở dưới cái phần mô tả video á, cho các bạn tải dễ hơn. Nói chung cài đặt phần mềm cũng đơn giản thôi. Cái bước mà chơi game trên Zplay mới khó. Giờ chúng ta bắt đầu thôi. Đó. Ở đây có chữ intro, nhấn vô intro thôi. Giờ đợi nó cài đặt xong là được thôi. Rồi, ok. Như nó cài đặt xong thì có nhấn chữ Start. Thì các bạn cứ nhấn vô Start đi. Nó sẽ hiện lên cái bảng Tencent Game Buddy. Đó, ở đây đây. Cho nó cài gì cài đi. Cài intro ba cái ứng dụng hay chương trình gì nó cần phải cài á, để nó hoạt động được tốt. Vậy cứ để nó đi. À rồi các bạn ơi, như là nó đã cài đặt xong cái engine gì của nó rồi. Mình cũng không biết rõ là nó có ảnh hưởng tới không, nhưng mà cứ đăng nhập vô đây cho nó chặt thiệt luôn á. Như không đăng nhập vô đường thư như là mình làm như nó bị cái không biết gặp gì á, đa số là đăng nhập mình làm được. Ừ, giờ vô thôi. Ok, mình đã đăng nhập được rồi. Bây giờ chúng ta tiến hành cái bước tiếp theo. Trời, ở đây tải gì đây? Thôi, dần 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 không có tải PUBG dưới đây hết trơn á. Tiếp theo là các bạn sẽ vào thanh tìm kiếm. Ở dưới đây hàng thứ tư này có chữ Google chấm mấy thì các bạn có thể gõ chữ Google vô để tìm kiếm ra. Nó sẽ tự động có hai cái phần mềm này. Cái này thì nó như là hệ thống của Android vậy á, nhưng nó khá quan trọng để chơi được game trên Zplay á. Còn phần mềm này là hỗ trợ cho game trên Zplay. Rồi, ok, các bạn nhấn cài đặt thôi. Đây có chữ download thì các bạn nhấn download. Thì các bạn thấy nó muốn nó kêu download gì thì các bạn cứ download đi, như là nó sẽ cài được thôi. Đây mình gán đợi chút xíu nó cho tao cái gì nữa, tao đã engine là gì nữa. Ok, sau khi nó cài đặt xong thì các bạn thấy là nó sẽ tự động cài được Google Play Game. Giờ chúng ta chỉ cần đợi nó tải xong rồi thực hiện bước tiếp theo thôi. Ok, sau khi cài xong thì Google Play tự động sẽ xuất hiện bên đây. Mà này là Google Play Game thôi chứ không phải Play, nó khác cái kia. Các bạn chỉ cần đợi nó chạy xong và tải cái gì đó quên tiêu rồi. Ok, sau khi cài thì các bạn thấy nó hiện lên cái bảng này rồi, các bạn nhấn thoát ra thôi. À thôi, nhấn ít luôn đi. ZSD tải cái này nó chia ra hai phần. Rồi ok, các bạn tiếp tục tải cái bên đây thôi, Google Installer gì nè. Này khá quan trọng, không có cái này thì chớm được đâu. Và cái này là không phải là Google Play đâu nha, nó chỉ là phần như là gì đó nền tảng hay sao á. Rồi ta bắt đầu download thôi. Ok, sau khi nó install và chạy bản thành công thì nó sẽ hiện lên cái này, các bạn nhấn vô install. Rồi đấy, sau khi install thành công thì nó hiện ra cái bảng này nữa, thì có gì thì nhấn hết đi. Rồi bắt đầu nhấn like lại lần nữa coi nè, coi nó hiện ra cái gì nha. Ok, sau khi cài đặt thì nó vẫn cứ vậy, thì các bạn cứ này ở đây là mình coi cái lâu quá không cài, mình coi cái vô trong như có cái gì thôi. Rồi ok, giờ chúng ta tiến hành bước tiếp theo. Ở đây mình sẽ không để link được đâu nha, tại cái này là nó xài ở trên ở đây sang game buddy mà mình để link thì các bạn lại lên Google Chrome ở trên máy tính vậy như xài cũng được. Ở đây mình sẽ các bạn như là cố gắng làm theo đi, nó không tốn nhiều thời gian đâu, các bạn vừa vừa làm vừa xem cũng được nữa. Ở đây là chúng ta có cái bảng này rồi, ta có cần vô nữa. Trong trường hợp thì không có cái bảng này, nó chia ra phần rồi thấy không, không có cái bảng này thì các bạn sẽ vào cái vô asset đi, các bạn sẽ vào my game không phải. Đúng rồi, thì các bạn vào chữ tìm kiếm này, gõ chữ Google và tìm kiếm thôi, nó sẽ hiện ra cái này. Các bạn nhấn vô cái Google Play Game này và vào nút Play thì nó sẽ hiện cái bảng kia. Nói chung cái bảng kia là các bạn bắt đầu chúng ta chạy game á, còn cái bảng này chỉ là quản lý thôi.
mà có các bản kia thì các bạn mới thể lên được ba trang web thì mới tải được. Nói chung đợi tùy theo máy các bạn thôi, đợi khoảng vài phút hay là mười mấy giây thôi. Nói chung cài đặt rồi nó cũng khá nhanh. Rồi đó, chúng ta bắt đầu vào Google Play đó. Ở đây thì các bạn nhớ đăng nhập luôn đi cho lần cho nó lẹ, để lát lên Google Play nó sẽ tiết kiệm thời gian đăng nhập ha. Ok, như là sau khi đăng nhập mật khẩu thì các bạn vô được CS Play rồi. Giờ các bạn nhấn đi ra, nhấn nút ra bên đây nè. Và tiếp theo là nhấn nút thì các bạn nhấn nút F9. Nhấn nút F9 để có thể ra được cái bảng này. Ở đây thì các bạn vô browser. Ở này các bạn cố gắng làm theo nha. Đây mình đã đăng nhập trước rồi, bây giờ như cái phần mềm nó sẽ ok, đây mình đã đăng nhập trước, như vậy phần mềm nó sẽ tự hiểu và nó vào Google Play ở tài khoản của mình. Bây giờ các bạn gõ là ok, như các bạn gõ là file es is up to down ở dưới es chứ es is up to down, up to down. Để tải cái phần mềm quản lý file về, giống trang các bạn là tải phần mềm quản lý file cho Android thôi. Các bạn thích xài đồ của Google thì xài ứng dụng khác thôi. Nói chung là ứng dụng này các bạn tải về quản lý file cho nó dễ thôi. Các bạn vô thấy hình, mình nhớ không lầm là lúc trước mình cài thì có cái game mà cài trên CS Play về thì nó không có hình, không có tên luôn, các bạn nhìn cũng chẳng biết cái gì luôn. Các bạn phải vô cái file này và xong thì các bạn mới có thể gọi là thấy tên và thấy hình của các cái trò chơi hay ứng dụng hay là cái chương trình các bạn cài ở trên CS Play về. Tên xin game buddy, các bạn nhấn later version đó rồi xong cái nhấn nhấn xuống download có 21.2 MB rồi. Ok, thì nó đã có cái bản ở trên đây rồi, cái bản download ở trên đây, các bạn đợi nó tải về thôi. Rồi, ok, nếu nó tải xong thì các bạn chỉ cần nhấp vào đây và download thôi. Sau khi các bạn vào mà lỡ thoát ra thì các bạn vào đây, nó đã được lưu file trong đây rồi, các bạn nhấp vô và cứ việc net rồi intro đi. Cái này là trình duyệt quản lý file. Bây giờ như các bạn phải nếu cài không cài cũng được, mình cài cũng không sao. Nói chung là các bạn không cài thì các bạn khó có thể nhận biết được cái app mà mình đã tải về không. Ok, sau khi nó tải xong rồi thì các bạn nhấn open đi. Đó, giờ cái app này đã tải lên được rồi. Thì lâu lâu nó sẽ update, vậy cứ mà cái phần mềm này thành xem cái phần đi này nó sẽ tự động update luôn, các bạn không cần lo. Nào muốn update là có hiện chữ update lên và cần nhấn vô thôi. Ok, sau khi nó vô rồi ra chữ vậy cứ agree đi, kia gì chọn nấy đi rồi start now thôi. Đó, ở đây thì nó có chữ Trung Quốc chút xíu, có thể các bạn sẽ tải nhầm các bạn chữ Trung Quốc, còn đây mình tải được các bạn chữ tiếng Anh rồi. Ở đây có app này. Như các bạn muốn vào cái gì thì các bạn cứ việc vào app, giờ nó hiển thị tên bắt app mà các bạn đã tải xuống thôi. Ở đây có Google Play à. Rồi, ở đây mình sẵn tiện có Google Play ở đây luôn, mình vô được luôn rồi nè. Đó chưa, mình đã vô được Google Play rồi nha. Nếu các bạn mà không có Google Play á thì các bạn làm theo mình, đầu tiên cũng thoát ra vậy luôn, tắt cả hết đi, đừng nhấn cái trên đây, cái trên đây là nó sẽ tắt ra ngoài luôn á, tắt cả hết đi. Đó, các bạn vào browser này, các bạn gõ Google up to down, đây gõ up to down, nhanh, exactly up to down. Đó, gõ Google up to down là nó sẽ hiện ra cái trang này,
cái đuôi ướt layout đây nè, các bạn thấy giao diện trang đây giống vậy là được rồi. Cái màn giờ thôi, nó cũng đồng dòng đó thôi. Little Vision giống như cái ES hồi nãy vậy đó. Rồi, tiếp tục nhấn download. Anh đây hỏi ES download hay là các bạn chọn Crowd nha. Rồi, chọn đây đi, tìm chỗ quay. Thì đó, bây giờ nó đang tải đó. Vậy chỉ đợi nó tải vậy thôi. Sau khi cái xong thì nó sẽ hiện lên cái bảng này và các bạn nhấn vô cứ cài đặt giống như cái phần mềm nãy thôi. Ở đây mình đã tải lời rồi, vậy như là nó sẽ không cho cài đặt nữa. Rồi, giờ bắt đầu cái bước gọi là tải game mobile ở trên Zplay về thôi. Cái này là chơi được đàng hoàng nghe, chứ không phải là tải về chơi không được đâu. Đây, vô app, vô Google Play, Open. Rồi, để mình tải game nào ta. Tải game nào gọi là kiểu xíu nhỉ. Ok, tải game Zack đi ha. Nói chung không phải tên Zack nên mình nhớ tên là Zack thôi. Gõ nó cũng ra đây, đúng rồi nè, game này nè. Ok, mình sẽ tải lại thôi. Đây, intro bình thường. Access này cũng giống như trên điện thoại thôi. Nó kêu ba cái quyền đăng nhập gì đó. Ok, mình đã tải xong rồi. Giờ các bạn ra ngoài đây. Ở đây mình không vô kia. Nó thấy chưa? Giờ nó đã hiện lên cái ứng dụng này là Zack rồi nè. Đây, để mình vô lại cho. Rồi đấy. Ở đây mình sẽ cho các bạn coi gọi là nó sẽ trong cái ứng dụng này là sao. Đây, order đây. Chưa, game center cái này trung tâm kia mà. Thường là order nó sẽ ra một số game này. On app này. Không biết ở đâu nữa chứ. Bây giờ cái này cập nhật khác hết trơn rồi. Vừa play game Đào ớt zombie. Để coi cái app quản lý nó nằm ở đâu. Trời, không biết nằm đâu luôn rồi. Cái này ca này khó rồi. Rồi, đi vô bộ intro nữa nè. Có Ly thì nó lấy đi mua TV thôi. Ok, bây giờ chắc các bạn mở chắc gọi là hơi phiền rồi đó. Mở cần app ứng dụng gì luôn. Bạn vô Open Google Play rồi xong cái thoát ra thôi. Nhấn liên tiếp cũng được nữa. Nó thoát ra vậy rồi vô thôi. Chứ coi như là giờ như nó không còn cái chỗ mà có thể coi được cái game của mình ở đâu giống như lần trước. Ok, mình sẽ vô cho bạn coi chơi thử. Ở đây là có một số game nó sẽ chơi không được. Chẳng hạn như cái game này, game Omen trước mình chơi cũng được nè. Nhưng đa số là cái game mà nặng quá là chơi không được, 500GB á. Đó. Ở đây nhấn report luôn đi. Có một số game nó sẽ chơi được mà chơi được cũng nhiều lắm. Ba game nhẹ là đa số chơi được không mà mình đã thử rồi. Có trong mấy số video mà mình chơi game mobile ở trên đây nè, giới thiệu các bạn, nhưng là nó cũng có mấy cái game mình chơi trên đây, quay video trên đây nữa. Ok, lâu và Google Play do máy mình lag quá. Bởi vì như là nó cứ sao á, nó cứ gọi là đen đen màn hình. Nếu đen màn hình thì các bạn thoát ra dài dài lại thôi. Mình cũng thoát ra dài lại vậy nè. Nhưng nó cũng vô bình thường nè. Okay, nên mình sẽ để cái em khu vườn trên mây ha. Khu vườn trên mây. Rồi đó, các bạn intro thôi. Ok, sau khi đã xong thì nó đã hiện lên được khu vườn trên mây đây rồi. Các bạn cần nhấp vô và mở lên thôi. Đó, nó đã lên rồi. Ở đây chơi mình dọc luôn mới sắp. Rồi ok đó, nó tự động nó lật ngang lên luôn rồi. Chẳng biết tại sao luôn, chắc game nó là vậy. Mình cũng nét lắm chứ. Tại đây mình chỉnh chế độ sắc nét nè. Thì các bạn có thể lên đây chỉnh và setting nè. Đó, chỉnh như engine 3 đầu quạ ra cho đẹp thì đẹp hay là sao nữa. Nó sao? Các bạn muốn nét thì có thể chỉnh dưới đây lên HD. Ở đây chứ Full HD chẳng hạn, nó vậy đó. Nè, ở đây có ba cái TPI được con giải, tao lứa chơi nè. Rồi ok, nó đã vô được hết chưa.
tiếng Việt đàng hoàng. Thôi đi lẹ, đi lẹ, kéo xuống. Ây da, kéo xuống đi, đi lên nha. Rồi kéo qua đây, chào. Game này mới vô thì hướng dẫn vậy thôi. Kéo xuống, rồi game khu vực trên mây này, đó mình thì cũng có chơi. À đây lấy giật bắt sâu, mà chơi có vài lần thôi. Rồi nhận, nó cũng có quảng cáo bình thường nha, chứ không phải kia đâu. Chứ game trên Google đây là vẫn có quảng cáo. Nếu các bạn thấy hay thì nhấn like và share video nhé. Và cho mình subscribe đó để theo dõi thêm các video từ kênh của mình. Có các bạn có khó khăn gì thì hãy bình luận ở dưới để mình có thể chia sẻ được. Và các bạn nhớ gọi là có thể ghé qua channel của mình để có thể coi game, những tựa game thuyết minh của mình, và cho góp ý về nó nữa. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.